Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu Trung Quốc 170 năm trước qua những bức ảnh quý của nhiếp ảnh gia người Mỹ Milton Miller và William Saunders ghi chân dung nhiều phu nhân, quan lại thời Thanh, Trung Quốc. Milton Miller sinh năm 1830, mất 1899. Theo Economic Information, ảnh của Milton Miller thường xuyên xuất hiện trên thị trường đấu giá. Tác phẩm của ông thuộc nhóm lâu đời, trình độ nhiếp ảnh cao. Milton Miller là người chụp hình chân dung xuất sắc bậc nhất ở Trung Quốc thế kỷ 19. Trong ảnh là phu nhân của quan nhất phẩm tại Quảng Châu, chụp khoảng năm 1861-1863. Quý vị đang xem là hình ảnh một phu nhân ở Quảng Châu. Bấy giờ, vợ của quan nhất phẩm được gọi là cáo mệnh phu nhân. Họ không có quyền lực thực tế nhưng được hưởng đặc quyền, chẳng hạn được phép vào cung mỗi dịp lễ Tết, vào hậu cung tham gia yến tiệc do hoàng hậu chủ trì. Đây là chân dung một phụ nữ Ma Cao những năm 1860. Nhiếp ảnh gia Milton Miller sinh ở Connecticut, ban đầu kinh doanh trang sức, sau đó tới New York học nhiếp ảnh. Năm 1856, ông làm nghề chụp hình ở tiệm, cùng chủ tiệm tới Trung Quốc làm việc. Năm 1861, Miller quản lý hiệu ảnh ở Quảng Châu. Ông còn từng làm việc ở Hồng Kông, Thượng Hải. Đây là người đàn ông làm quan ở Quảng Đông và vợ của ông. Phụ nữ giàu có bấy giờ thường để kiểu tóc búi cao, uốn phồng hai bên, đeo hoa tai to bản. Trong ảnh là một phu nhân ở Quảng Châu, chụp năm 1860. Tác phẩm của nhiếp ảnh gia William Saunders được xem là cầu nối để người phương Tây hiểu về Trung Quốc, thời nhà Thanh. Theo Chuế Át, William Saunders sinh năm 1832, mất năm 1892, là người Anh, nổi tiếng về nhiếp ảnh ở Thượng Hải trong khoảng 25 năm, từ 1862 tới 1887. Ông mở tiệm chụp hình, đồng thời chụp đề tài đa dạng, từ ảnh thời sự chính trị tới ảnh đường phố, chân dung, phong tục tập quán. Bấy giờ, tác phẩm của ông thường xuất hiện trên các tạp chí phương Tây và nhiều cuốn sách. Trong ảnh, cặp vợ chồng cuối thời Thanh mặc trang phục cưới. Bức ảnh đang xem có tên Xem Bói. William Saunders đến Trung Quốc lần đầu năm 1860, lúc đó là kỹ sư xây dựng. Sau khi trở về Anh, ông học kỹ thuật nhiếp ảnh rồi quay lại Trung Quốc, là một trong người đầu tiên mở tiệm chụp hình tại Thượng Hải. Ông ghi lại cuộc sống, công việc của con người đủ tầng lớp khác nhau. Trong ảnh này ghi lại những phụ nữ của gia đình giàu có. Bức ảnh miêu tả hình phạt mang gong dành cho những người mắc tội nhẹ. Thợ cắt tóc ở thôn làng, ảnh chụp năm 1875. Phu xe đẩy, một bên chở người, một bên buộc xúc vật. Theo X Museum, ảnh của William Saunders tiêu biểu cho trình độ nhiếp ảnh ở Trung Quốc thế kỷ 19. Đến nay, nhiều bảo tàng lớn ở Âu Mỹ trưng bày tác phẩm của ông, triển lãm ảnh của William Saunders cũng thường xuyên được tổ chức. Ảnh miêu tả hai người đàn ông ngồi trên xe một bánh, do người đẩy phía sau. Thời kỳ này, cầm ô tạo dáng là mốt được nhiều người yêu thích, và đây là một bức ảnh màu quý hiếm. Đây là hình ảnh một bé gái bó chân, tục phổ biến ở Trung Quốc giai đoạn Thanh Triều. Ảnh này chụp năm 1866 ở Thượng Hải. Tác phẩm của William Saunders là cầu nối để người phương Tây biết đến Trung Quốc nhiều hơn. Quý vị đang xem là hình ảnh một phiên xử án năm 1866 dưới thời phong kiến Trung Quốc và một số hình ảnh khác.